sau 4 năm. Vẫn là những câu từ cho em. Những buổi chiều nắng vàng hạ xuống màn đêm, anh nhớ về những lần chờ em và cùng ra về. Đoạn đường rất chi là ngắn, chỉ là đầu chân ghét cho đến cổng về. Nhưng với anh, nó là con đường dài nhất bên em mà anh từng có. Những buổi mưa bay lất phất, đợi mãi mà chả thấy em đâu. Anh cứ ngỡ rằng mình đã lỡ một điều gì đó rất quan trọng. Anh không nhìn thấy em, hay em đã về từ lúc nào, anh cũng chả rõ. Thật khó diễn tả cảm xúc anh lúc đó. Mọi thứ cứ như xáo trộn hẳn lên, đến nỗi những âm thanh xung quanh đều trở nên ngột ngạt đến khó tả. Anh cũng chợt nhận ra từ lúc đầu là em đã thuộc về ai đó rồi. Nhưng lý trí mấy khi lại thắng được con tim, phải không em? Anh cũng chợt nhận ra từ lúc đầu em đã thuộc về ai đó rồi. Nhưng lý trí mấy khi lại thắng được con tim. Rồi điều gì đến cũng đến. Dù hợp mỹ là định nghĩa tháo nút thắt giữa em và anh ta, anh từng chợt lặng đi khi em nghe kể câu chuyện về gia đình họ, xem em là vật cản tiến bước của con họ. Anh là người thấy em khóc, thấy được cơn đau của em, thấy giọt nước mắt mà đáng lẽ anh là người sẽ không bao giờ cho nó xuất hiện. Rồi anh tự nghĩ lại, đôi khi đó cũng là cơ hội cho mình sau nhiều lần chật vật. Và quả thật, lần này anh đã đến gần em hơn. Anh cũng cảm nhận được tình cảm phần nào trong em dành cho anh. Cứ thế mỗi sáng, anh tập cho mình thói quen thức dậy sớm, chả để làm gì cả ngoài việc nhắn tin cho em, gọi em dậy. Đôi khi là cùng ăn sáng, ngắm khung cảnh trời khi thức dậy sau anh và em. Rồi một tháng, hai và một năm, anh biết đã đến lúc anh phải nói ra hết những suy nghĩ bấy lâu. Nhưng không, anh vẫn chưa kịp nói. Em bảo rằng em xin lỗi, em không thể tiến xa hơn nữa. Em à, anh biết chứ, thời gian qua anh biết em vẫn còn quan tâm, lo lắng cho anh ta. Nhắn tin, nói chuyện, cười đùa chỉ là những khi bên anh, em đã che giấu nó đi. Em nói em sinh ra là để được yêu thương và muốn anh mãi là của em, không được bất cứ ai có được. Thế anh là gì với em trong suốt thời gian đó? Là người vun đắp những thứ em thiếu, em cần. Hay nói đúng hơn, có phải anh là kẻ thay thế, là kẻ cho đi tình cảm mà em đang thiếu phải không? Giờ là 7 năm kể từ ngày đó, em có dám cho anh biết em và anh ta bây giờ ra sao? Họ còn yêu em chứ? Anh biết cả, nhưng thôi, anh cũng chả còn bận tâm nữa. Với em, giờ là kỷ niệm không hơn không kém. Và hôm nay, anh ngồi viết đống này không phải là lần cuối, cũng chả lý do gì khác mà chỉ để em biết rằng em vẫn là gì đó trong anh, nhưng không phải là hương vị buổi đầu nữa. Không tàn cũng chả nở, không mùi và vị đắng. Chưa người nào đủ chặt để lấp đầy khoảng trống ấy. Hay tại vì anh đã quá yêu em nặng sâu